Javina xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh thông tin của Javina. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung liên quan vụ án của cháu Vân An. Tuần sau, hôm nay là thứ năm, ngày 14 tháng 7 thì tuần sau 21 tháng 7 sẽ diễn ra cái phiên tòa sơ thẩm công khai tại số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa của thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người có thể là theo dõi. Bây giờ thì tôi đi vào cái nội dung chính. Sáng nay thì trên trang Facebook của luật sư Nguyễn Anh Thơm vẫn tiếp tục với cái quan điểm đó là Nguyễn Kim Trung Thái là có cái vai trò đồng phạm trong tội giết người, giết con gái thuộc của mình là cháu Vân An. Với những cái nội dung đưa ra thì có những cái tiết lộ rất là mới của luật sư Nguyễn Anh Thơm liên quan đến hai lời khai khác nhau của Nguyễn Kim Trung Thái. Lời khai lần thứ nhất là ngày 30 và ngày 31 tháng 12 năm 2020. 21 do công an Bình Thạnh thời điểm này thủ lý. Và lời khai lần thứ hai nó diễn ra vào cái giai đoạn sau là do công an thành phố Hồ Chí Minh thủ lý. Chúng ta biết từ ngày 5 tháng 1 năm 2022 thì uh, chuyển cái vụ án này cho công an thành phố Hồ Chí Minh chứ không do công an thành phố không do công an quận Bình Thạnh thủ lý nữa. Thì lời khai của Thái vào ngày 12 và ngày 14 của tháng 4 năm 2022 có sự thay đổi. Thì bây giờ Trang Vina mời mọi người theo dõi những cái bình luận của tôi Thứ nhất là trên quan điểm nhìn nhận của cá nhân tôi Và thứ hai nữa là những cái góc nhìn những cái quan điểm của luật sư cháu Vân An Để chúng ta rõ hơn về cái sự việc Ở đây trước khi mà đi vào những cái phân tích của luật sư Thơm sáng nay Với quan điểm và ý chí rất là rõ là Thái đồng phạm với vai trò chủ mưu Thì tôi cũng nói rõ thế này qua những bình luận, những chia sẻ, những clip thì chúng ta thấy Thứ nhất là Thái là trực tiếp có liên quan về hai cái mặt vật chất và tinh thần trong cái chết của cháu Vân An Thứ nhất là trực tiếp tham gia đánh Thứ hai trực tiếp chứng kiến tình nhân của mình là Quỳnh Trang nhiều lần đánh cháu Vân An Ở đây là thái khai với lại công an bình bình thạnh nó ít nhất là anh ta có hai lần xin lỗi ba lần chứng kiến như vậy nhưng mà không ngăn cản gì ít nhất là ba lần còn nhiều hơn thì mình không biết và trực tiếp đi lấy hung khí là cái chiếc roi gậy gỗ để cho quỳnh trang đánh vân an đây là cái lời khai ở chỗ công an bình thạnh ha và thống nhất về mặt ý chí cũng như là những cái phương pháp trong việc dùng những cái hung khí nguy hiểm và tác động vào những cái chỗ trọng yếu nguy hiểm của Vân An. Thì cái này chúng ta thấy không? Chúng chủ động mua rất là nhiều loại hung khí. Trong đó thì có những cái hung khí mà trong nhà có sẵn mà là cái phương tiện sử dụng trong vệ sinh nhà cửa như là chổi như là cái cây đùa hòa còn chúng mua sẵn nào là roi mây, nào là bảy cái cây gậy gỗ có bọc sắt. Trong đó có bốn cây bọc sắt và nhiều hung khí kéo hay là bao tay hay là khăn trùm cháu Vân An bất cứ những cái gì mà có thể độc ác nhất là chúng đều dùng để mà ra tay với Vân An và có chứng kiến của Thái. Cho nên ở đây chúng ta mới gọi rằng là Thái có cái sự tham gia trực tiếp và cũng có gián tiếp nữa trong cái hậu quả gây ra cái chết cho Vân An. Chúng ta nói một cái điều đơn giản thế này, nếu mà truy tố trong cái chỗ hành hung á, thì với cái điều kiện là nó không có gây ra hậu quả chết người, còn đối với tội hành hung người khác mà gây ra hậu quả chết người rồi thì không thể là chỉ có liên can cái tội hành hung mà phải dính lưu đến cái tội giết người, đồng phạm giết người. Thì bây giờ á, Trang đã chia sẻ với á, mọi người cái bài viết của luật sư Thơm sáng nay và tôi cũng chắc lặng theo ý mà tôi hiểu được, nắm được để cho rõ ràng về thông tin. Đây nè, cho mình chiếu cho mọi người xem ha. Đây là một trong những cái hình ảnh mà luật sư Thơm chia sẻ sáng nay cho thấy ông đang nghiên cứu rất là kỹ những cái video clip và những cái bản ảnh liên quan 283 video clip mà trích xuất từ camera. Thì tôi nghĩ vô cùng là sốc và đau đớn khi mà phải coi những clip như thế này nhưng mà buộc phải coi để gì để có những cái lập luận thật là chặt chẽ logic về cái hành vi tội ác của Thái và Trang tại tòa trong ngày 21 tháng 7 tới cho nên là buộc phải coi đây là kết luận giám định pháp y này kia thì lát nữa Trang quay lại Trước hết là Trang cho mọi người xem những cái nội dung chia sẻ của luật sư thơm trước ha Ở đây thì có cái gọi là lời khai ban đầu của Nguyễn Kim Trung Thái tại công an Bình Thạnh vào ngày 30 31 của tháng 12 năm 2021 khi mà vừa bị bắt giữ thì người cha này khai rằng thật sự bản thân tôi có biết rõ việc trang sử dụng hung khí là cây roi để mà đánh cháu An nhiều lần liên tiếp vào các cái vùng trọng yếu trên cơ thể có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cháu An Tuy nhiên cho tôi không nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra nên tôi vẫn để cho Trang dạy dỗ theo cách của Trang với Vân An. Ở đây cho thấy cái chỗ đầu tiên này, lời khai ban đầu này cho thấy rằng là Thái có ý thức được, nhận thức được cái hành vi của Thái và của Trang là có thể gây ra hậu quả nguy hiểm đến tính mạng của Vân An. Nhưng mà bỏ mặt, bỏ mặt với cái lý do là không nghĩ đến hậu quả nhưng vẫn nhận thức được rằng là nguy hiểm cho cháu. Tức là vẫn nhận thức được cái hậu quả có thể xảy ra. Bản thân tôi có nhìn thấy trực tiếp trang đánh cháu, cháu An, con gái tôi nhiều lần nhưng mà ít nhất ở đây là ba lần ha. Trong các lần chứng kiến trực tiếp bé, bé An bị trang đánh thì bản thân tôi có một lần uh, cầm cây nhưng mà không nhớ cầm cây loại gì và đánh vào phần mông của cháu An nhưng không nhớ chính xác bao nhiêu cái chỉ nhớ khoảng hai ba cái. Trong khi trên các bạn cáo trạng dựa trên camera thì chúng ta biết Thái đánh trên đỉnh đầu ha. Tôi thấy Trang đánh An rất là á, rất giả dạ mang nhưng tôi không hiểu sao thời gian dài tôi vẫn không có hành động ngăn cản. Cái này không hiểu sao á. Khi mà thấy tình nhân đánh con mình tàn ác và giả dạ mang như nhận định của Thái mà không ngăn cản thì mọi người nghĩ thế nào? Có đáng tin cái lời khai này không? Mọi người nghĩ có thể là do Vùa mê thuốc lú từ cái tình yêu, từ cái sự say đắm, mê đắm một người phụ nữ. Rồi cứ hùa theo cái nghe lời của ta để ra tay với con gái mình. Thì tôi nghĩ hơn nữa là đôi khi là chính Thái cũng chán ghét chính con gái ruột của mình. Muốn rảnh tay. Nhưng mà đồng thời rất là nghe lời của Quỳnh Trang này. Là không có muốn trao trả vân an hay là cũng không muốn gia đình của mẹ cháu có một cái sự liên quan gì đến cháu. à, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bình Thạnh ghi lời khai của Thái đó là khoảng 22 giờ của ngày 10 tháng 12 năm 2021 Tôi và Trang đi vào phòng la mắng cháu An 10 giờ đêm vẫn la vắng Trang bắp cổ lấy gối đánh cháu tôi la mắng Trang nói tôi đi ra lấy cây à, vào để mà đánh Vương An thì tôi đi ra lấy một khúc ống nhựa màu trắng và một ống nhôm bọc nhựa đầu hút bụi bụi của máy điều hòa đó mọi người đưa cho trang tôi và trang cùng đánh cháu an vừa la mắng cháu an có khóc vang xin tôi và trang đừng đánh cháu nhưng mà do tôi tức quá nên vẫn đánh và la mắng cháu vân vân tôi đồng ý cho trang sử dụng hung khí để mà đánh vân an như vậy ở đây á là chứng kiến trực tiếp tham gia đi tìm hung khí cho cha tra, cho trang và đồng ý cho Trang sử dụng những cái hung khí nguy hiểm đó để đánh Vân An. Lời khai ban đầu của Trung Thái đối với công an quận Bình Thạnh khi mà y chưa mới bị bắt chưa có một cái sự chuẩn bị nào. Ha. Thì cái lời khai này nó rõ ràng hai cái điểm mà tôi chú ý với mọi người đó là đã trực tiếp tham gia, trực tiếp chứng kiến đi lấy hung khí cho Trang và đồng ý cho Trang dùng những cái hung khí nguy hiểm ra tay với Thái bốn cái điểm đó. Và bên cạnh đó những cái lời khai ban đầu chúng ta biết rồi Thường thì họ chưa có cái sự chuẩn bị nào Chưa nghĩ ra cái hậu quả thật là ghê gớm đến với họ Cho nên họ cứ thật thà mà khai ra Về những cái hành vi, về cái bản chất ác của họ thôi Nhưng mà sau đó là gì lời khai của họ có sự thay đổi Còn đây y có nói rằng cái mục đích mà xóa camera là nếu mà tôi sợ nếu mà bé An chết thì dữ liệu camera này sẽ được cơ quan công an thu giữ và biết được sự việc Trang có đánh An trước đó nên tôi mới xóa và trước đó tôi cũng có một lần đánh cháu An nên tôi sợ liên lụy đến Trang và gia đình tôi nói chung là sợ liên lụy đến tình nhân và bản thân mình và gia đình mình còn con mình thì mặc kệ và sau đó thì điều gì xảy ra mọi người cũng biết rồi như đầu đề tôi có nói á, là Thái có thay đổi lời khai Ngày 5 tháng 1 năm 2022 thì công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý. Và lời khai của Thái thì thay đổi vào ngày 12 và ngày 14 để ngụy biện nhằm che giấu cái tội phạm của đồng phạm của mình và đổ lỗi cho Trang. Ở đây thì bắt đầu có cái sự đổ lỗi cho Trang rồi. Chối cái tội đồng phạm chết người và đổ lỗi cho Trang ở chỗ này. Tôi không đồng ý để cho Trang đánh con. Tôi nhận thấy Trang đánh chửi làm nhục Vân An như là bác chui vào chuồng chó, không cho mặc quần áo là một cái hành vi bạo lực, không thể chấp nhận được. Không phải là một cái hình thức giáo dục. Theo tôi, việc Trang đánh Vân An bằng nhiều thức trong một thời gian dài là nguyên nhân dẫn đến Vân An tử vong. Như vậy đã đổ lỗi cho Trang. Tình yêu bây giờ thì thôi đừng nói đến nữa đúng không? nghe có vẻ là yêu nhau sẽ đắm nhưng mà đến khi cái hậu quả xảy ra thì chúng ở đây cũng chẳng thương yêu gì nhau nữa mà bắt đầu đổ lỗi cho nhau ở đây cụ thể là Thái đổ lỗi cho Trang rồi đó cho rằng cái nguyên nhân mà Vân An mất mạng là do Trang 14 giờ của ngày 22 tháng 12 năm 2021 tức là ngày Vân An mất thì bị Can Thái đi lên công ty khoảng một tiếng sau thấy bồn chùng lúc sáng Vân An chưa thuộc bài mở xem học hành như nào thì thấy Trang là đánh Vân An. Tôi liền xin ra ngoài gọi điện cho Trang, nói đã hứa không đánh con nữa sao lại tiếp tục đánh, đừng đánh con nữa tội nghiệp. Trang không trả lời, tôi cúp máy và tiếp tục cuộc họp đến 17 giờ 45 phút thì thu dọn đồ về nhà. Thì khi mà lên nhà thì thấy Vân An nằm im hoảng nói và làm gì không nhớ. Đoạn này thì khai là không nhớ làm gì đối với Vân An nữa và những cái tình tiết mà chúng ta đặt câu hỏi tại sao Vân An lại ứa rồi chúng hô hấp hay là xử lý cái tình huống với Vân An thế nào tại sao để thời gian rất là dài không chịu đưa Vân An đến bệnh viện trong khi bệnh viện Vinmec là gần nhà đi bộ có mười mấy phút còn đi xe ô tô thì vài phút tới mà chúng không có đưa liền đó thì bây giờ chúng khai Nguyễn Kim Trung Thái này khai là cái đoạn nó khi mà về nhà thấy Trang nằm xin lỗi thấy Vân An nằm im thì hoảng quá bây giờ không nhớ gì nữa đó là những cái lời khai mà có vẻ là chuyên nghiệp rồi để nhằm chối tội rồi đó. Ở đây ấy, những cái chia sẻ của tôi thì cũng có những cái uh, nội dung mà nhiều trong cái quan điểm của luật sư thơm và luật sư nữ, luật sư của vân An có bày tỏ quan điểm thì uh, luật sư thơm có nói á những cái chứng cứ vật chất hiện nay ấy, là những cái file ở video và những cái file uh, Video và những cái file ghi âm này kia đó Những cái lời nói Lời nói được giám định rồi Và trích xuất ra thành những cái bản ảnh Rồi chuyển hóa thành văn bản Thì đã phản ánh những cái bản chất tội ác Mối liên hệ của Thái và Trang Khi mà sát hại cháu Vân An Rồi luật sư có tiết lộ Những cái câu chửi mà Chúng chửi cháu Vân An đó Thì vô cùng kinh khủng luôn Ngoài Ngoài Tàn á trong cái sử dụng về bạo lực để đánh cháu Thì chúng còn những cái lời Dùng những cái lời lẽ vô cùng mất nhân tính Không có diễn tả được Và những cái lời này thì mọi người biết rồi Sẽ Rất là sốc Rất là trái ngược với đạo lý và văn hóa Với một cái con người khi mà chúng ta nghe Và thời điểm này Do cái sự hạn chế của mạng xã hội Cho nên luật sư không thể chia sẻ những cái nội dung đó Trên trang cá nhân được vì nó sẽ bị bờ lấp Chính khi mà tôi chia sẻ về cái vụ án của Vân An Trên cái kênh của tôi ấy, Thì thực tế luôn Nó bị hạn chế cái kênh Cho đó mọi người thấy là Các cái tiêu đề kênh tôi ấy, Có khi nó rất là tào lao ấy, uh, Nó không có rõ ràng về cái chủ đề Mà nó chỉ rõ ràng Khi mà người đặt thumbnail thôi Tại vì uh, Cái trang uh, của tôi Nó bị uh, hạn chế Khi mà tôi làm về vụ Vân An đó, tôi bị một cái thế lực nào không biết nữa, report rất là nhiều. Đấy là quan điểm của luật sư Thơm. Mọi người có thể là đọc thêm, vào cái trang của luật sư đọc thêm. Tôi chỉ chia sẻ những cái nội dung mà nó xúc tích nhất. Để chúng ta có những cái góc nhìn, nó cụ thể về cái sự việc và cái duy ý chí là thái đồng phạm trong tội giết người chứ không phải chỉ dừng lại ở cái chỗ là che giấu tội phạm và hành hạ người khác ha à, nội dung á, thì tôi sẽ dừng nhưng mà trước khi dừng tôi cũng muốn nói, muốn nói rằng á, tại vì một tuần nữa thì phiên tòa sơ thẩm diễn ra rồi và đây là những cái thời điểm chúng ta đánh giá tại vì sao á, luật sư luật của cháu vương a luật sơm liên tục lên bài có tức là luật sư rất muốn cộng đồng chúng ta cùng tham gia vào cái câu chuyện này nhớ là tham gia đúng pháp luật đúng tinh thần pháp luật không bịa đặt không đơm đặt không loan truyền những cái điều sai sự thật chỉ cần chúng ta bám sát vào cái bản chất cái sự việc cái hành vi của Thái và Trang á, thì đã đủ chứ còn nếu chúng ta đơm đặt thêm á, thì đôi khi nó lại phản ứng ngược nó phản ứng phủ á. đó và tôi cũng đánh giá hiện nay có nhiều kênh cũng đang đang làm về chủ đề này nhưng mà đơm đặc biệt đặt rất là nhiều kênh khủng khiếp luôn rất là nhiều kênh với lượng người theo dõi cũng khá đông nhưng mà đơm đặt không ngại miệng luôn á và chính sự đơm đặt đó là tác dụng phụ bởi vì những cái giá trị mà những cái người này mang lại là thông tin giả và rõ ràng khi thông tin giả thì cơ quan chức năng đâu có chú ý đến về những cái quan điểm của họ và chính điều đó thì nó cũng tác hại không có tốt đến những cái kênh mà người ta cố gắng đưa những cái thông tin trung thực, những cái phản biện công tâm, khách quan. Nội dung tôi xin dừng ở đây, cảm ơn mọi người đã lắng nghe nhé và xin gặp mọi người trong những cái chương trình tương tự như vậy trên kênh YouTube của Trang Vina. Xin chào mọi người.